sử dụng cây thông đất để chữa bệnh teo não hiện đang là một phương pháp mà nhiều người áp dụng để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân bị teo não. Ông Mai Viết Tường, một bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh teo não, đã tìm đến các bài thuốc đông y của cây thông đất và đã đạt hiệu quả rất là tích cực. Bệnh teo não, bệnh mất trí nhớ là một bệnh lý hết sức là phổ biến ở người trung niên và người lớn tuổi, hoặc những bệnh nhân sau chấn thương sọ não, tai biến, đột quỵ. Bệnh nhân thường có dấu hiệu là hay quên, lãng trí, dễ nhầm lẫn và mất khả năng ghi nhớ thông tin, nặng hơn là mất khả năng kiểm soát và phối hợp hành vi. Bệnh teo não thường đem đến rất nhiều phiền toái, làm cuộc sống bệnh nhân lại thuộc vào những người xung quanh, chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe của bệnh nhân bị suy giảm trầm trọng. Thì cách sử dụng cây thông đất như thế nào để chữa bệnh teo não? Cây thông đất thì có vẻ ngoài hơi giống như là cây dương sỉ, mọc nhiều ở vùng khí hậu nóng như là miền Trung nước ta. Trong y học cổ truyền Việt Nam thì cây thông đất được có vị thuốc là vị đắng, có vị đắng tính bình. Sau một loạt các nghiên cứu của các nhà khoa học thì tìm thấy trong cây thông đất có chứa cubazin A, một chất tăng cường dẫn truyền thần kinh và nuôi dưỡng tế bào não, nên cây thông đất ngày càng được nhiều bệnh nhân mắc bệnh teo não tìm đến. Để biết thêm thông tin về cây thông đất thì các bạn có thể liên hệ với cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, hoặc gọi vào số 0904079719 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn về cây thông đất.